Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái Apache TeamViewer ở trên Windows. Thì chúng ta sẽ đi vô Google và chúng ta sẽ gõ là Apache TeamViewer. Đây, chúng ta sẽ đi vô cái trang Apache TeamViewer này. Thì chúng ta sẽ đi download, thì tôi sẽ đích cho cái download button download native này. Đây thì nó hiện lên mấy cái file native. Tôi muốn chọn một cái phiên bản Arduino trước đi. Đó, tôi sẽ đi vô đây và tôi chọn. Ví dụ như là tôi muốn chọn là download cái phiên bản ATMQ version là 5.15.0. Tôi sẽ click xong. Đó, thì ở đây thì nó có hai cái phiên bản dành cho Windows và hai là phiên bản dành cho Unix Linux. Thì máy các bạn nào nếu mà Linux thì các bạn download này được cài. Máy của tôi là máy Windows, tôi sẽ click cho đây để download. Tôi sẽ chọn New Routine, click cho OK. Rồi, vậy là nó đã download xong. Tôi sẽ đi mở cái folder chứa của nó. Tôi sẽ đi di chuyển nó ra ngoài. Thì ở đây tôi sẽ tạo ra một cái folder này, Apache 1 đi. Đây, tôi sẽ đi vô, tôi sẽ bỏ nó vô đây. Và tôi sẽ giải nghĩa nó ra. Tôi sẽ chọn extract here. Nó đã giải nén cho tôi là như vậy. Thì tôi sẽ đi vô trong cái folder bin này, rồi cho folder bin 64 này. Đó, thì để mà tạo được cái ActiveMQ thì các bạn có thể click cho cái này, double click cho cái này để cái file ActiveMQ.pat để mà các bạn tạo nó lên. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng command line để mà tạo nó lên. Thì ví dụ tôi muốn tạo bằng command line thì tôi sẽ mở cái scene bin lên chẳng hạn. Tôi sẽ đi vô cái tôi sẽ copy cái đường dẫn này và tôi sẽ cd vô. Rồi tôi sẽ gõ là activeq.path để cho nó tạo cái activeq lên. Rồi cái này tôi chọn allow access. Rồi, nó đã tạo cái ActiveMQ lên cho tôi, thì tôi sẽ đi vô trình duyệt và tôi sẽ nhập như sau. Tôi sẽ nhập vô là localhost. Bọn là 8161. Đó, nó đã hiện lên cái trang giao diện của đằng ActiveMQ như vậy. Và tôi sẽ click vô manage ActiveMQ Docker. Và nó yêu cầu tôi nhập vào. Khi mà mới cài lên thì nó sẽ hiện lên cái hộp thoại yêu cầu chúng ta nhập cái mật, cái đăng nhập vào mật khẩu, thì chúng ta sẽ nhập là admin, user là admin và password là admin thôi. Tôi sẽ cho OK. Đó, thì ở đây. Rồi, tiếp theo thì khi mà chúng ta mix tạp bằng cái command line như vậy thì chúng ta tạo cái file ActiveMQ.bat này lên thì nó chỉ mới tạo một cách cục bộ thôi. Còn bây giờ thì tôi muốn cho nó cài đặt cái thằng ActiveMQ này như là một cái service ở trong Windows thì tôi sẽ đi làm như sau. Ví dụ như bây giờ tôi top không có chạy cái file ActiveMQ.bat nữa thì bây giờ chẳng hạn thì tôi defect lại cái trình duyệt. Đó thì chúng ta không để kết nối tới thằng ActiveMQ nữa bởi vì chúng ta chỉ mới tạo cái file ActiveMQ.bat thì nó chạy ở local thôi. Thì nó chỉ chạy cho chúng ta khi mà chúng ta chạy nó.
Command line thì nó mới truy cập được. Và bây giờ tôi muốn cài đặt cho nó là một cái service ở trong Windows. Thì tôi sẽ đi làm sau thì tôi sẽ chạy cái file install service.bat này. À, nó báo là asset deny thì tôi sẽ chạy cái cmd này với này cái quyền là cheater đi. Đó, cái này thì tôi phải chọn run app admin link cheater. Rồi tôi cũng copy cái đường dẫn của nó và tôi cd cho cái đường dẫn của nó. Và tôi gõ là install service.bat. Rồi nó báo là admin queue đã được install thì tôi sẽ đi vô cái phần service vào Windows. Đó thì bây giờ nó có thêm một cái service là admin queue như vậy và cái status của nó hiện là trống thì bây giờ tôi sẽ đích cho nó và tôi chọn tag. Đó bây giờ thì thằng admin queue nó đã gần như là một cái service ở trong Windows và bây giờ tôi sẽ quay lại trình duyệt và tôi đích cho refresh. Đó thì bây giờ tôi đã quay lại được cái trang là pin view như vậy. Rồi, chẳng hạn như mà nếu mà các bạn nào mà không muốn bỏ nó đi, không muốn cho nó chạy như là một cái service ở trong Windows nữa thì các bạn click cho chọn cho nó rồi các bạn click stop và đồng thời thì các bạn cũng chạy cái file uninstall service.bat này. Ví dụ như các bạn muốn tìm mua thì các bạn có cái comment tương tự thì các bạn có là uninstall service. Đó, các bạn có và các bạn nhấn enter này nó sẽ uninstall cho các bạn. Đó, cái này ở đây thì tôi không muốn uninstall nên là tôi cứ để nó vậy. Đó, như vậy là hôm nay tôi đang hướng dẫn các bạn cài đặt được cái Apache ActiveMQ ở trên Windows thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì trong tương lai tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ứng dụng messaging, gửi một cái ứng dụng chat ví dụ như dạng messaging thì tôi sẽ gửi thông qua cái thằng ActiveMQ này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở các video tiếp theo.